Kính chào quý ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của con gái bà Tô. Mình tên là Bích Hải. Hôm nay thì mình đang check in vô hãng Vietnam Airlines. Hành trình bay về của mình là từ phi trường Tân Sơn Nhất bay tới phi trường quốc tế San Francisco thuộc Bắc California. Mình đang xếp hàng ở cái hạng ghế là Economy Class, là hạng ghế phổ thông tiết kiệm. Bên đây á, màu vàng á, là hạng thương gia, rồi còn màu đỏ á, là hạng ghế dành cho những quý vị nào mà có thẻ vàng, những cái thẻ ưu tiên đó. Và kế bên cái thẻ đỏ á, là hạng Premium Economy, cuối cùng á, là hạng ghế Economy có tới 3 dãy luôn á quý vị. Thì số lượng mà quý vị mua vé máy bay ở cái hạng ghế Economy Class rất là nhiều, đâm ra thành cái line nó rất là dài ngày hôm nay luôn. Hôm nay thì mình sẽ bay chiếc máy bay mang số 98VN Liên minh hàng không SkyTeam. Thì Vietnam Airlines là thành viên. Mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn một chút xíu về hãng Vietnam Airlines và check cái giá vé máy bay từ tháng 4 tới tháng 9 cho tất cả quý vị mình tham khảo. Nếu như mà quý vị có dự định muốn bay hãng Vietnam Airlines thì mình biết là cái giá vé tháng nào là rẻ nhất ha. Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ hành lý xách tay của hãng Vietnam Airlines. Thì nếu như mà quý vị mà bay hạng ghế Business là hạng thương gia và Premium Economy là hạng ghế phổ thông cao cấp á, thì quý vị sẽ được xách đó là hai cái xách tay luôn, không có quá 18kg, mà mỗi một cái xách tay thì quý vị để không có quá 10kg ha, cộng với lại cái phụ kiện nhỏ nữa đó quý vị. Còn hạng ghế Economy Class là hạng ghế phổ thông tiết kiệm á, là quý vị được xách theo một cái xách tay không có quá 10kg và một cái phụ kiện nữa, tổng cộng là khoảng 12kg. Về kích thước của hành lý xách tay á, là mình tính theo là 3 chiều cộng lại á, là chiều rộng, chiều dài, chiều cao, không có quá 115cm. Pin sạc dự phòng á, là không được bỏ vào trong hành lý ký gửi mà quý vị phải bỏ vào trong hành lý xách tay. Và mình cũng đã chia sẻ rồi, những cái chất mà gây độc hại, gây nổ cháy rồi đó là cấm không được mang theo hành lý ký gửi cũng như là hành lý xách tay. Khi mà quý vị gửi hành lý xong rồi là nhân viên nói quý vị là phải đi qua cái phòng của hải quan đứng chờ coi hành lý của mình, kiểm tra có bị vi phạm cái gì hay không. Khi mà thấy hành lý của mình chạy qua một cách bình thường, không có gì hết thì lúc đó mình mới yên tâm và đi ra ngoài chào tạm biệt bạn bè gì đó ha. Khi mà mình check in hành lý ok xong hết rồi á, thì mình mới đi ra ngoài chơi chút xíu rồi chia tay với lại bạn bè và gia đình của mình. Thì mình chia sẻ một chút xíu cho quý vị biết á, là lúc á, mà mình check in cái vé máy bay á, thì mình chỉ có đưa cái passport của mình cho nhân viên check cái vé máy bay cho mình thôi. Nhưng mà nhân viên cũng yêu cầu mình á, là đưa cho xem cái ID của mình là cái bằng lái xe đó quý vị. Thường thì khi mà quý vị mà đi về Việt Nam thì mình đâu có cần mang theo cái ID đâu ha, mình chỉ cần cái passport là được rồi. Nhưng mà nhân viên đòi hỏi cái ID của mình nữa. Mình lúc nào mà về Việt Nam á, thì cũng mang theo cái ID là cái bằng lái xe đó đi theo bên mình cộng với lại cái passport nữa. Thông thường á, thì người ta sẽ không có xem cái ID đâu, nhưng mà mình cũng không biết được ha. Có những trường hợp mà người ta đòi hỏi xem cái ID, cho nên là khi mà đi về Việt Nam thì quý vị cũng nên mang theo cái ID bên mình. Những chặng bay quốc tế thì thường là không có được check in trước ở tại nhà. Khi mà mình bay nội địa ở Việt Nam hay là bay ở trong nước Mỹ thì mình có thể check in tại nhà luôn. Nhưng mà bay những cái chặng bay giống như từ Việt Nam qua Mỹ hay là từ Mỹ về Việt Nam là đa số là mình thấy là mình phải đi ra ngoài mình check in hành lý rồi xong lúc đó người ta mới in vé cho mình. Nếu như mình có đăng ký cái ghế ngồi trước thì mình có sẵn ghế ngồi luôn. Còn không thì người ta sẽ sắp xếp cái ghế ngồi cho mình. Hãng Vietnam Airlines thì sẽ đón khách từ San Francisco về Việt Nam và từ Việt Nam đến San Francisco. Bởi vậy, những quý vị nào mình ở những tiểu bang khác thì mình muốn trải nghiệm hãng Vietnam Airlines thì mình cũng có thể bay đến San Francisco và xong sau đó rồi thì mình sẽ bay thẳng về Việt Nam. Quan trọng nhất là quý vị phải biết được cái giá vé tháng nào là rẻ nhất. Hành trình bay thẳng coi như vậy chứ mà cái giá vé nó không có mắc giống như là quý vị tưởng ha. Nếu như mà quý vị mà đi về vào ngày 6 tháng 4 và qua lại là ngày 25 tháng 4 thì cái giá vé nó có 1.084 đồng thôi.
Đây là giá vé khứ hồi đã tính thuế đầy đủ, có hành trình bay thẳng từ San Francisco về Việt Nam luôn. Và nếu như mà quý vị nào mà mình ở những tiểu bang khác giống như mình ở Maryland đi, thì mình muốn bay hãng Vietnam Airlines, thì quý vị phải biết là từ Maryland Baltimore đi mà mình bay tới San Francisco là quý vị phải mất tới là 6 tiếng 20 phút. Và cái giá vé là khoảng chừng là 550 á, là mình cộng với lại 1.000 nữa, thì có nghĩa là quý vị mà bay cái hành trình Vietnam Airlines One Stop này thì quý vị phải mất với cái giá vé là khoảng 1.620 đồng nha quý vị. Hôm nay mình check cái giá vé tháng 5 ngày mùng 5 và qua lại là tháng 5 ngày 26 của hãng Vietnam Airlines, là cái hành trình bay thẳng đó là giá chỉ có 1.000 đồng thôi, rất là rẻ, từ San Francisco về Việt Nam. Và nếu như mà quý vị mà từ ở bên Denver, Colorado á, là cái hành trình bay chỉ có là 2 tiếng 50 phút bay tới San Francisco thôi, và cái giá khoảng chừng là 250-300 đô, thì cái hành trình mà bay hãng Vietnam Airlines thì cái giá mà quý vị phải trả khoảng chừng có 1.200 thôi là quý vị có thể trải nghiệm được hãng Vietnam Airlines. Giá vé tháng 6 là giá vé mùa hè có thể nói là mắc nhất luôn á, hãng Vietnam Airlines á, hiện tại bây giờ mình check là tháng 6 ngày mùng 2 và qua lại là tháng 6 ngày 30 á, thì là 1.699. Còn nếu như mà quý vị mà cũng hè nhưng mà mình về tháng 7 ngày mùng 7 và qua lại là tháng 7 ngày 28 thì giá vé nó còn có 1.560 đồng thôi. Quý vị lựa chọn ha, giữa tháng 6 và tháng 7 thì có cái giá vé chênh lệch khoảng hơn 100. Những quý vị nào mà mình từ Washington DC mà mình muốn bay hãng Vietnam Airlines vào mùa hè này á, thì quý vị sẽ bay Delta hoặc là United Airlines gì đó, mình bay tới San Francisco, cái giá khoảng chừng là 550, và cộng với lại cái giá vé khoảng 1.700 của hãng Vietnam Airlines nữa, thì quý vị sẽ có khoảng chừng là 2.300 là quý vị có thể trải nghiệm được hãng Vietnam Airlines. Còn hạng ghế thương gia thì cái giá vé mắc như thế nào, mình chia sẻ, nó cũng phụ thuộc vào tùy cái tháng mà quý vị bay nữa. Nhưng mà mình chắc á, nếu như mà quý vị mà về tháng 4 thì chỉ có 4.500 thôi à, tháng 5 cũng vậy luôn, nhưng mà tháng 6 thì gọi là 5.000 mấy. Nói chung là cái giá vé mà ở cái hạng ghế thương gia của hãng Vietnam Airlines á, thì mình thấy là nó vẫn rẻ hơn so với lại những hãng bay khác. Nhắc tới hạng ghế thương gia thì quý vị biết là cái ghế nó có thể xếp ra một cái hình giống như là chiếc giường vậy đó, thì cái hành trình mà bay dài á, thì nó rất là thoải mái luôn. Mình cái giá nó hơi mắc một chút xíu cho nên là một số người ít lựa chọn. Và kế bên cái hạng ghế thương gia đó chính là hạng ghế Premium Economy. Hạng ghế này á, thì quý vị cũng có thể mở cái chân ra dài một chút xíu, nhưng mà nó không có thể nào mà ngã thẳng giống như một chiếc giường được. Nhưng mà mình thấy người Việt Nam của mình cũng thường hay lựa chọn cái hạng ghế này, nó có một cái giá tiền mắc hơn cái hạng ghế Economy là hạng ghế phổ thông bình thường khoảng chừng là 600-700 đô. Hôm nay thì mình bay hãng Vietnam Airlines cho nên là mình được nhân viên giới thiệu một cái hạng ghế gọi là sofa seat, có nghĩa là khi mà quý vị mua một ghế thôi, xong rồi quý vị muốn mua thêm hai ghế kế bên để mình có thể mở ra mình nằm dài giống như vậy á quý vị, thì mình sẽ trả thêm là 600 đô nữa. Có nghĩa là nếu như mà quý vị mua cái vé 1.000 xong mình trả thêm 600 đô nữa thì mình có thể ngồi ba cái ghế này luôn, nằm dài luôn đó quý vị. Mình thấy cái giá như vậy thì nó vẫn rẻ hơn là Premium Economy ha. Thì nếu như mà mua mà chỉ có thêm 600 đô nữa thôi mà mình được ba ghế nằm dài thì mình thấy cái giá nó vẫn rẻ hơn. Mình chia sẻ cái hạng ghế này thì nó rất là mới ha. Quý vị nào mà mình sắp bay Vietnam Airlines mình muốn mua cái ghế này thì mình hỏi nhân viên ha. Cái ghế này gọi là sofa seat thì ở dịch vụ cũng bán cái ghế này luôn. Cái ghế cuối cùng là cái ghế Economy Class, là cái ghế rẻ tiền nhất luôn. Người ta gọi là ghế phổ thông tiết kiệm á. Thì từ đó tới giờ mình toàn là đi cái ghế phổ thông tiết kiệm thôi à quý vị. Mà mình mua vé Tết tới 1.524 đồng luôn. Còn hè là mình đã từng mua với cái giá vé là 1.480 đồng. Nếu như mà quý vị nào mà mình muốn về Việt Nam vào tháng 8 ngày mùng 4 và qua lại là tháng 8 ngày 31 hoặc là tháng 9 á, thì cái giá vé nó khoảng chừng 1.185 đồng thôi. Đây là cái ghế Economy Class ha, ghế phổ thông thì mình thấy nó cũng êm, với lại nó cũng không có bự ha, nó vừa vừa thôi à. So với lại những hãng bay khác thì mình thấy nó thật sự là hơi nhỏ hơn một chút xíu á quý vị. Kính chào quý ông bà cô chú các anh chị và các bạn nha. Thì mình quay video trước xong sau đó là mình sẽ thoại sau á, tại vì mình sợ ảnh hưởng tới những người kế bên khi mà họ biết mình quay YouTube. Hôm nay là một cái ngày bay về rất là đông luôn, bà con ăn Tết xong rồi ai cũng về vào cái ngày này hết á, là ngày thứ bảy, cho nên là rất là đông, không có ghế dư luôn á. Mình lựa chọn cái ghế cuối cùng vì nó được cho là an toàn nhất, với lại mình thì cảm thấy dễ ngủ hơn khi mà mình lựa chọn cái ghế cuối cùng này.
cách chọn chỗ ngồi mà an toàn trên máy bay thì mặc dù là các hãng hàng không và nhà sản xuất máy bay thường khẳng định là tất cả các vị trí ngồi trên máy bay là đều an toàn như nhau. Tuy nhiên là mình tìm hiểu thì một số kỹ sư bật mí rằng là có một số ghế sẽ an toàn vượt trội hơn, đó chính là mình ngồi ở phía đuôi máy bay, là ở phía cuối đó quý vị. Thì từ đó về sau là mình đặt vé là mình hay đặt cái ghế ngồi ở phía cuối không à. Mới lên là mình được phát một chiếc khăn nóng giống như mọi khi ha. Tại vì lần đầu đi thì mình cũng thích có chiếc khăn giống như vậy, là vừa lên là có chiếc khăn, một chuyến đi như vậy là được hai cái khăn, trước khi xuống được phát một cái nữa. Hôm nay là mình thật sự là bất ngờ khi mà mình ngồi kế bên một chú mà từ bên Minnesota mà bay qua San Francisco để mà bay hãng Vietnam Airlines về á. Thì mình hỏi chú mua vé bao nhiêu thì chú nói là 2.200. Thì mình thấy cái giá vé mà về ăn Tết á thì 2.200 là đúng rồi ha. Tại vì từ Minnesota mà mình bay qua San Francisco là khoảng chừng hơn 4 tiếng đồng hồ, và cái giá của nó là khoảng 500 đồng á. Rồi xong sau đó là mình mua cái vé khoảng 1.600-1.700. Nếu mà quý vị mà mua trễ thì giá vé Tết thì nó cũng rất là mắc. Quan trọng nhất là quý vị mà ở những tiểu bang khác, mình phải nắm rõ cái giờ xuống máy bay của hãng Vietnam Airlines á, là lúc 5 giờ giờ của California. Xong sau đó rồi á, là mình lên máy bay bay về tiểu bang của quý vị á, là mất hơn 4 tiếng nữa thì tới sáng luôn á. Thời gian mà chuyển tiếp lên một chiếc máy bay khác để mà bay về á, là mình nghĩ là phải mất là 4 tiếng mới ok á. Tại vì khi mà xuống phi trường rồi xong lấy hành lý ra check in vô một lần nữa thì 2 tiếng là không có đủ thời gian nha quý vị. Thường thì tất cả các hãng bay đều cho mình xem những cái video trước khi bay về những cái cách làm cho mình có thể an toàn khi mà mình gặp cái sự cố đó. Thì ở hãng Vietnam Airlines thì quý vị sẽ được nghe hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đôi khi mình bay những hãng bay khác thì họ nói tiếng của họ rồi mình cũng không có nghe rõ nữa. Và khi mà họ dịch ra tiếng Anh á, thì mình nghe được câu này mà mất câu kia, đâm ra thành chỉ có xem hình thôi. Thực sự thì khi mà mình xem hình thì mình cũng hiểu được chút chút. Ở trên máy bay á, thì mình phải tắt hết tất cả những cái thiết bị điện tử khi mà máy bay bắt đầu cất cánh, và mình chuyển cái chế độ máy bay ha. Ở trong chiếc điện thoại của quý vị thì nó cũng có cái chế độ máy bay đó, mình sẽ chuyển qua cái chế độ đó. Bay hãng Việt Nam thì từ đầu tới cuối là mình tất nhiên là được nghe tiếng Việt Nam không. Ngoài ra thì những cái biểu tượng là đều có một cái chữ tiếng Việt và chữ tiếng Anh để cho mình có thể đọc luôn. Nhân viên thì rất là dễ thương. Nếu mà mình mà có cái gì thắc mắc thì mình cũng có thể gọi là mình hỏi trực tiếp. Khi mà máy bay mà gặp sự cố thì cái mặt nạ dưỡng khí này nó sẽ rơi trước mặt của mình. Mình đeo cho mình trước, xong sau đó rồi mình mới giúp đeo cho những người kế bên. Và trường hợp mà mình đang ở trong toilet á, thì mình cũng phải ngồi yên, thì cái mặt nạ dưỡng khí này nó sẽ rơi trước mặt mình và mình đeo vô không có chạy lung tung ha, thì mình sẽ an toàn. Mình đi máy bay lần nào mình cũng mang theo cái đồ kê chân á, là được gọi là airplane footrest. Thì rất là nhiều quý ông bà cô chú đã xem video của mình từng chia sẻ và hỏi cái này mua ở đâu. Ở Amazon nha quý vị, cái giá là mình mua khoảng chừng 14-15 đồng thôi, 20 đồng là cao nhất á, mình cũng không mua mắc hơn 20 đồng nữa. Mình quay phim và mình giới thiệu cho cái chú ngồi kế bên của mình về cái airplane footrest này thì chú cũng chưa từng biết qua. Lần sau mà đi về thì chú cũng nhất định sẽ mua để mà những cái hành trình mà bay dài mình mang theo. Thì mình mở cái bàn ăn ra thì cái đồ này là mình sẽ treo lên giống như vậy nè quý vị. Nó có cái sợi dây rồi mình móc lên. Rất là đơn giản luôn à, ai cũng có thể làm được á. Xong sau đó rồi thì mình khóa cái bàn ăn mình lại. Là cái sợi dây nó đã dính ở bên trong rồi đó. Tại vì mình vừa quay phim, mình vừa làm cho nên nó hơi lụp chụp một chút xíu, mong quý vị thông cảm. Và bây giờ thì mình chỉ có việc là kê chân lên là đi ngủ thôi à, rất là thoải mái luôn á. Mình thấy nó không có hề ảnh hưởng tới cái ghế ngồi phía trước một chút nào hết á, cho nên là quý vị đừng có sợ và lo lắng ha. Mình cứ mua mang theo những cái hành trình bay dài á, mình kê á, nó mới không có bị tê chân, và mình bay một cái chặng bay dài thì mới thoải mái được á quý vị. Mình ngủ một giấc tới khi mà nhân viên bật đèn lên nói là chuẩn bị bữa ăn sáng, thì lúc đó mình mới biết là sắp tới San Francisco rồi, còn có 2 tiếng nữa thôi. Thì mình đã mất những bữa ăn khuya của mình luôn, mà mình thích nhất là ăn mì ly của hãng Vietnam Airlines. Còn những bữa ăn giống như vậy thì mình thấy nó bình thường thôi à.
cũng không có gì khác biệt với lại những hãng bay khác, chỉ có mì ly với lại bánh mì của Việt Nam á, là hãng Vietnam Airlines làm rất là ngon. Nếu như mà quý vị nào mà mình bay hãng Vietnam Airlines thì nhớ là khuya ha, mình xin bánh mì với lại mì ly ăn. Mình bay chiếc VM98 này thì mình thấy nó rộng hơn cái SkyTeam màu bạc mà lúc mà mình bay từ San Francisco về á. Thì cái toilet á, mình ở bên trong mình cũng không có muốn review, nhưng khi mà quý vị thấy cái đèn màu xanh á, có nghĩa là không có người, có người đi vô thì cái đèn nó sẽ chuyển qua màu đỏ nha. Chiếc máy bay VM98 này là bay và hạ cánh rất là êm xuống phi trường San Francisco sớm khoảng chừng 10 phút. Trong một cái chuyến bay nào thì cũng có những người lớn tuổi mà mình đi xe lăn á, thì đi xe lăn là hoàn toàn là miễn phí ha, mình không có trả bất cứ một cái dịch vụ nào về xe lăn cả. Quý vị mà cảm thấy mình không có đủ sức khỏe để đi bộ thì mình cũng có thể yêu cầu xe lăn để đẩy mình đi. Nhập cảnh vào Mỹ thì rất là dễ luôn á, nhân viên hải quan chỉ có hỏi mình đúng có một câu là mình có cái gì cần phải khai báo hay không, thì mình nói không là đóng mộc cho mình đi ra lấy hành lý luôn. Khu vực lấy hành lý ở tại phi trường San Francisco thì rất là rộng lớn, và ngày hôm nay thì có rất là nhiều chuyến máy bay xuống cùng một lần, đâm ra thành quý vị sẽ bị loạn và không biết là hành lý của mình ở đâu. Thì mình chia sẻ là quý vị nhìn lên trên cái màn hình á, thì quý vị sẽ thấy được là hãng Vietnam Airlines là số 9 á, thì mình đi tìm đúng cái số 9 thì cái hành lý của mình sẽ lên ở ngay cái chỗ số 9 này nè quý vị. Nãy giờ thì mình chia sẻ cái hành trình bay từ phi trường Tân Sơn Nhất đến San Francisco chỉ có 14 tiếng mà thôi. Mình chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ một cái thời gian rất là quý báu ra xem kênh YouTube và ủng hộ cho mình rất là nhiều. Mình xin dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video sau. Kính chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin chào và tạm biệt. Bye bye!